Cây cam được trồng nhiều ở Anh Sơn từ thập niên 70-80. Với vùng trồng cam nổi tiếng tại nông trường Bái Phủ, xã Đình Sơn, hiện nay có hơn 188 hectare cam, trong đó có 160 hectare cho sản phẩm, năng suất bình quân đạt trên 135 tạ một hectare. Các giống cam đưa vào sản xuất gồm V2, Vân Du, xã Đoài, Sông Con và giống cam bù địa phương. Một số địa phương có diện tích trồng cam lớn như Đình Sơn, Cẩm Sơn, Phúc Sơn. Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức xây dựng thương hiệu cam Bù Sen, xã Đoài, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thành lập các tổ hợp tác trồng cam, giới thiệu sản phẩm cam Anh Sơn tại các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, cây cam bắt đầu xuất hiện tình trạng suy thoái, cây dễ bị bệnh, quả rụng hàng loạt, chất lượng cam suy giảm. Hiện tại 27 hectare cam từ 4 đến 7 năm tuổi bị suy thoái nhẹ, 110 hectare suy thoái trung bình. Sở Khoa học Công nghệ đã khảo sát, lấy mẫu để đánh giá hiện trạng và đưa ra hướng khắc phục.